Tiếp theo chương trình thời sự trên đây là một số tin tức trong nước nổi bật. Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là trước dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ tiếp các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nội dung này trong cuộc họp thường trực Chính phủ với thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các tỉnh thành phố. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Y tế nhận định diễn biến dịch COVID-19 sẽ còn phức tạp do số ca mắc đang tăng lên tại Đà Nẵng và xuất hiện thêm tại một số tỉnh thành mà các trường hợp mắc đều có tiền sử đi lại qua Đà Nẵng. Vì vậy, việc nâng cao năng lực xét nghiệm trên khắp cả nước là vô cùng quan trọng. Bộ Y tế cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc đưa thanh toán xét nghiệm COVID-19 vào bảo hiểm y tế để các cơ sở đều có thể sàng lọc được và tăng cường việc sử dụng khẩu trang trên các phương tiện công cộng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn, các tỉnh, thành phố xung quanh thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo, Bộ Y tế, các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Thường trực Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo, các địa phương phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Tôi đề nghị từng địa phương đều có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu mà chống dịch của chúng ta ở kịch bản lần trước chúng ta đã triển khai. Trong đó có một số biện pháp cần khuyến cáo đến nhân dân như hạn chế đi lại, yêu cầu quản lý tốt biên giới đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, khởi tố điều tra vi phạm quản lý biên giới. Các địa phương đều phải tổ chức tốt quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo bình ổn giá cả, đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, không có tình trạng lộn xộn xảy ra trên địa bàn của mình. Thủ tướng cũng yêu cầu cần có biện pháp hạn chế dòng người từ Đà Nẵng tỏa đi các địa phương khác. Mỗi tỉnh thành phải có kịch bản ứng phó với dịch như giai đoạn chống dịch cao điểm trước, trong đó có biện pháp hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn, không tổ chức lễ hội, đám cưới hỏi, tập trung đông người. Những người có triệu chứng tiếp xúc với bệnh nhân phải được theo dõi y tế chặt chẽ. Chiều hôm qua tại trụ sở Chính phủ tiếp các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan, đồng thời đánh giá cao Đại sứ quán Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Thay mặt đoàn, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp tham gia buổi gặp gỡ hôm nay đều là đại diện cho những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đang đóng góp tích cực vào giao lưu kinh tế giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh, cá nhân ông cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đại diện các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam đã cố gắng giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch và đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, đồng thời kiến nghị chính phủ, thủ tướng, các bộ ngành Việt Nam tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong đầu tư. Cảm ơn chính phủ Hàn Quốc, cảm ơn các tập đoàn, doanh nghiệp đã tin tưởng và gắn bó với Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới ổn định hơn, thân thiện, cởi mở, minh bạch hơn, thực sự là điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy với các nhà đầu tư quốc tế nói chung, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam mong muốn thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư từ Hàn Quốc với những dự án có chất lượng, công nghệ cao, hướng tới tương lai. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng các hoạt động hợp tác, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chuyến bay đưa 219 lao động Việt tại Guinea xích đạo, trong đó có 129 người dương tính COVID-19, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài 15 giờ 10 chiều hôm qua. Được biết, trong quá trình bay, hai hành khách khó thở đã được cấp cứu kịp thời để tiếp tục hành trình. Tại sân bay Nội Bài, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga nên việc nhập cảnh sẽ được thực hiện tại chỗ. Để giải tỏa nhanh nhất có thể đối với 219 hành khách trên chuyến bay này đưa về nơi điều trị và cách ly tại bệnh viện, máy bay được dẫn đỗ ở vị trí biệt lập tại khu vực cuối nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài. 5 xe cứu thương được điều đến túc trực tại sân bay để đưa 5 bệnh nhân nặng rời đi sớm nhất. Các bệnh nhân còn lại cũng được về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội ngay sau đó. Sau khi hành khách xuống khu vực sân đỗ, máy bay, xe thang, phương tiện tác nghiệp đều được khử trùng tuyệt đối.
Ngày 29 tháng 7, các cơ quan chức năng cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và hãng hàng không Vietjet Air đã phối hợp với giới chức Indonesia đưa 217 công dân Việt Nam từ Indonesia về nước. Đây là chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam tại Indonesia về nước của Vietjet Air sau chuyến bay đưa hơn 100 công dân Việt Nam về nước vào ngày 26 tháng 4. Các hành khách trên chuyến bay là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú, cùng những trường hợp hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do dịch COVID-19. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Nhật Bản theo hình thức trực tuyến nhằm thảo luận xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai cam kết tại tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Nhật Bản về sáng kiến phục hồi kinh tế để ứng phó với đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN-Nhật Bản với nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đạt được 3 mục tiêu chính. Đó là duy trì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa ASEAN và Nhật Bản, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế. Cụ thể, kế hoạch hành động phục hồi kinh tế ASEAN-Nhật Bản đã đưa ra một số nội dung hợp tác như thúc đẩy trao đổi thông tin và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất về các chính sách kinh tế nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và nỗ lực tăng cường hợp tác công tư trong quá trình đối phó với các thách thức kinh tế, khởi xướng các chương trình tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng tập trung vào ASEAN thông qua tăng cường sự tham gia của các nhà kinh doanh và giới học thuật. Một số thông tin quốc tế mới được chúng tôi cập nhật sẽ tiếp nối chương trình. Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày. Mỹ và Australia khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 lần 2, truyền thông quốc tế đã có những bài viết đề cao những biện pháp mà chính phủ Việt Nam thực hiện nhằm ngăn dịch lan rộng, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam có thể kiểm soát được tình hình nhờ kinh nghiệm và thiết bị sẵn có. Bloomberg News và Nikkei đã đăng tải các bài viết phản ánh về những biện pháp mà chính phủ Việt Nam nhanh chóng triển khai sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng, như thực hiện giãn cách xã hội ở Đà Nẵng, khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng, yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm soát chặt chẽ hơn các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, bài viết đăng ngày 27 tháng 7 trên The Diplomat nhận định có nhiều yếu tố cho thấy Việt Nam có thể kiểm soát được tình hình. Ngày 29 tháng 7, Nhật Bản thông báo lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày, vượt 1.000 ca kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này vào giữa tháng 1 vừa qua. Số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở Nhật Bản đã lên mức cao nhất từ trước tới nay, sau khi các tỉnh có đông dân cư, trong đó có Aichi và Osaka, ghi nhận số ca mắc mới tăng cao chưa từng có. Cụ thể, trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở tỉnh Osaka là 221 người, còn tại tỉnh Aichi là 167 người. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về sự lan rộng của dịch bệnh ở các địa phương khác ngoài thủ đô Tokyo. Mỹ và Australia vừa khẳng định các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên liên quan không làm phức tạp hóa tình hình. Lập trường được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng Mỹ-Australia tại Washington. Tuyên bố chung nhấn mạnh Trung Quốc không thể đưa ra các yêu sách hàng hải trên Biển Đông dựa trên đường chín đoạn, quyền lịch sử hoặc toàn bộ các nhóm đảo trên Biển Đông, cho rằng hành động của Bắc Kinh không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Hai bên khẳng định phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc, đồng thời nhấn mạnh tất cả các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông phải được đưa ra và giải quyết theo luật pháp quốc tế. Mỹ và Australia bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền khai thác hợp pháp các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài khơi, bao gồm các dự án khai thác dầu mỏ và khí đốt lâu đời, cũng như đảm bảo nghề cá tại Biển Đông. Tuyên bố chung cũng hoan nghênh tuyên bố gần đây của lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN khẳng định bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC phải phù hợp với UNCLOS. Bên cạnh vấn đề Biển Đông, hai bên cũng cho biết sẽ hợp tác với các nước nhằm phát triển và đảm bảo ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ và Australia cũng hoan nghênh vai trò quan trọng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN, đặc biệt trong cuộc chiến chống COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa ngày 30 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.